anh hai là cổ đông lớn trong tập đoàn Hứa Quỳnh. Tại sao chúng ta không thể có bức tượng đồng ở đây? Tại sao chỉ có bọn họ mới được đặt chứ? Con là con trai mà, ba hỏi con một lần nữa, đi làm quan trọng hay là đi chơi quan trọng đây? Đám người lúc trước ở đây, trên trán của mỗi người đều có khắc hai chữ. Không phục chứ gì? Quỳnh mới giới thiệu, đây là con gái tôi, Candy. Chào chị Venus đi.